Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với đất nước Maroc. Hiện nay mình đang ở thành phố Marrakech và đây là một thành phố rất là xinh đẹp, rất là tuyệt vời, rất là nhiều điều để khám phá. Và đây là khách sạn mình đang ở. Phong cách kiến trúc ở đây mang một cái gì đó rất là đặc trưng của đất nước Maroc. Và bây giờ mình rất nóng lòng để đi vào thành phố và khám phá đất nước Maroc. Các bạn cùng đi theo mình nhé. Và đây là trung tâm của thành phố Marrakech. Marrakech mặc dù không phải là thủ đô của Maroc, nhưng thành phố này là cái địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Maroc. Hiện nay đang là buổi trưa, có vẻ không đông người lắm. Càng về buổi chiều tối thì cái cuộc sống ở đây diễn ra càng nhộn nhịp hơn. Quảng trường này theo đúng. Quảng trường này theo đúng tên dịch tiếng Việt là quảng trường của những người bị hành quyết, tại vì ngày xưa ở đây là nơi xử tử hoặc là hành quyết những cái tội phạm nặng. Và cái việc hành quyết ở những nơi công cộng như này bây giờ vẫn được thực hiện ở những quốc gia khác, ví dụ như ở Ả Rập Xê Út chẳng hạn. Xung quanh quảng trường trung tâm thành phố là những khu chợ Ả Rập, tên tiếng Ả Rập gọi là Souk, là những khu chợ bán đủ các loại hàng hóa như một mê cung mà các bạn có thể đi cả ngày mà không hết. Khi đi vào đây nếu bạn không phải người bản địa thì rất là dễ bị lạc, tại vì nó như một cái hình mê cung. Và khu chợ này rất là đặc trưng ở các nước Ả Rập, các nước Trung Đông. Khu chợ đậm chất Ả Rập, và khi đi vào đây có cảm giác như là đang lạc vào trong một câu chuyện cổ tích nào đó, trong tập truyện Ngàn Lẻ Một Đêm. Thông thường trong khu chợ này thì lúc nào cũng nườm nượp khách du lịch, rất là đông. Mặc dù Maroc đã mở cửa đón khách du lịch trở lại, tuy nhiên số lượng khách đến đây vẫn còn rất là ít. Và cũng là một điều không phải là quá tệ, tại vì bây giờ mình có thể đi thoải mái ở đây, đi rất là thoải mái mà không phải lo lắng là quá nhiều người ở đây. Có một điều rất thú vị rằng là
Bói toán ở đây là một công việc rất là hợp pháp, và khắp nơi ở đây đều có các cái thầy bói hoặc là cô bói ngồi bói cho khách. Và bây giờ mình sẽ thử vào xem là thầy bói ở Maroc nói gì về vận mệnh của mình ở đây. Các bạn theo dõi nhé. Thầy bói của mình là hai cô bói. Cô sẽ bói bài 20. You give 20 more. Ok. Cắt 40. Bác sĩ. Đầu tiên phải trả tiền cho cô này. Đầu tiên phải đưa tiền cho cô này trước. Giá là khoảng 40 dirham. Khoảng tầm 2 đô thì không nhiều lắm. Sau đó thì họ đưa cho mình hai cái một vài cái bài như này để xem mới là được ăn đấy. Your heart, your good luck, your life. Sau đó thì người ta cho mình nháo thêm ba cái phần bài này. Đây là phần tình cảm, đây là phần may mắn, đây là phần về vận mệnh cuộc sống. Ok, and then. She want to you. She stay first time in Marrakesh. First time in Marrakesh. Yes. Not stay first time in Marrakesh. You go, you come back because you lovely the time in Marrakesh. Họ bảo là lần đầu tiên đến Marrakesh nhưng mà lần mình sẽ quay lại vì rất là thích thành phố này nên là bà ấy đoán là sẽ quay lại. You come happy, you go happy in your home. You before you stay with one lady, but it's going. Inshallah, another woman. You have new work. Inshallah, can you going home, you come back in Marrakesh, you go with it. Yes. You're good man, good courage. You have beautiful hat. Inshallah. Beautiful hat and big hat in big kite with you. Inshallah. Inshallah. Như vậy là cái cuộc bói toán này chỉ diễn ra trong khoảng tầm khoảng tầm hơn 2 phút thôi, nhưng mà nói chung là vui ở chủ yếu thôi. Nếu các bạn có dịp đến Marrakesh thì các bạn có thể đến qua đây để xem bói và xem là người ta sẽ nói về vận mệnh của mình như thế nào. Các con ngõ ở thành phố Marrakesh chủ yếu là rất là nhỏ, rất là ngoằn nghèo, uốn éo như thế này. Và toàn bộ khu phố cổ ở thành phố này là cái di sản văn hóa được UNESCO công nhận. Do vậy, việc lạc mình hay thả mình vào những cái con phố, những con ngõ rất là ngoằn nghèo, uốn éo như thế này là một điều khá là thú vị. Và cuộc sống ở trong các cái con ngõ nhỏ như này diễn ra cũng không kém phần tấp nập và nhộn nhịp so với bên ngoài. Do vậy, việc thả mình và lạc mình vào những cái con ngõ nhỏ như này là một cái cách rất là tốt để chứng kiến tận mắt cái cuộc sống thực thụ ở thành phố này diễn ra như thế nào. Ở đây mỗi khu sẽ bán một loại mặt hàng riêng, ví dụ đây là cứ khu súp, khu chợ bán giày dép. Ví dụ đây là một khu phố chuyên sản xuất các sản phẩm về Hàn. Có một điều rất giống với Hà Nội 36 phố phường, tuy nhiên có một cái điều khác biệt rằng ở đây các cái nghề này vẫn đang được làm, vẫn đang được thực hành. Đồ đạc đây rất là đa dạng phong phú và rất là đẹp. Tuy nhiên những người bán hàng đấy cũng nói thách rất là ghê gớm. Có khi là họ nói là giá cao hơn 20 lần so với cái giá bình thường. Nên là nếu mà mua hàng ở đây thì cũng rất phải thận trọng. Và cái giá cả cuối cùng nó sẽ như thế nào, nó sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào cái tài mặc cả của bạn. Càng về chơi được cuộc sống ở đây càng diễn ra nhộn nhịp, huyên náo. Brother, take a picture for me. Happy birthday to you.
al como el como el co. Con bawa sayonara, con el chua tu lesca. Thank you very much, brother. Thank you. Big welcome. Không khí đây rất là huyên náo, rất là vui nhộn và dường như tất cả thành phố đều tụ tập ở đây. Dường như tất cả cuộc sống. Có rất nhiều người sở hữu chú khỉ và rắn để mang đi làm vật chụp ảnh cho khách hàng, cho khách du lịch ở đây, nhưng mà và đây là toàn bộ khung cảnh của quảng trường chính ở thành phố Marrakech về đêm. Cuộc sống về đêm ở đây diễn ra sôi nổi hơn bất kỳ lúc nào. Chúng ta vào buổi tối mát mẻ, thoáng mát thế này thì không còn điều gì tuyệt vời hơn là ngồi trên ban công của một cái quán rất là nổi tiếng ở trung tâm thành phố này, thưởng thức một ly trà bạc hà truyền thống của Maroc và quan sát cuộc sống ở dưới quảng trường kia diễn ra một cách nhộn nhịp. Và ngồi cạnh bàn mình là hai cô bạn người Maroc. Và bây giờ hai bạn này sẽ chào các bạn, gửi chào tới các bạn nhé. Bây giờ hai bạn này sẽ gửi chào tới các bạn nhé bằng tiếng Việt hẳn hoi nào. Xin chào từ Maroc. Perfect, thank you so much. Và bằng cái khung cảnh buổi tối rất là lãng mạn, rất là lý thú và rất là mang tính Maroc này, mình xin kết thúc video của mình tại đây. Và hy vọng qua đó các bạn có thể biết thêm được một chút về thành phố Marrakech, về đất nước Maroc. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video trải nghiệm về đất nước Maroc tiếp theo. Xin chào tạm biệt.